any sort of business you're in, if you're not international, you're not successful. That's kind of what we've learned in this program, and that's what the whole focus of the program is. It's a global MBA program. And there's a reason they wanted us to go to China, because they want us to see that business is so international now. And any line of work I get into, there's going to be an international aspect to it. We went to Shanghai, which is a global city, just really just booming. And we got to tour the port. It was just incredible, the scale of the port over there. And it makes sense just because of how many goods are exported out of China. Areas like Shanghai and Beijing were almost getting to a point where they were saturated, and the movement in China is go west because the East Coast is just so developed. We had a great speaker who's actually a real estate development company in Chengdu that was just talking about how much that city was growing. They hope it'll be a Shanghai and a business center of Western China, because there's just so many people, you have to start establishing these new business centers. Suzhou is a cool city too, because we got to tour an industrial park there, which was just incredible. It's basically like a city within a city. Hong Kong was the most westernized place we went to. You know, it was a British colony for 150 years, so it was really a fascinating clash of Western and Eastern cultures. We went to the Hong Kong Stock Exchange. We also had a really great presentation from Piper Jaffray, a company that specializes in IPOs. A group of students went to the island of Macau, which is almost like the Las Vegas of Asia almost. So it's a really popular gambling center, nightlife entertainment center. It was really cool to see that as well. I would love to go back to that part of the world. And the difference between China and the US is just, you see like the economy just slowing over here. Over there, it's the exact opposite. So it's really an interesting perspective to see an economy that's just booming in every aspect, in every way, shape, and form. Thông tin đã đưa từ đầu chương trình, kết quả khảo sát về báo cáo học tập cho tương lai của ngân hàng HSBC vừa công bố gần đây cho biết, người Việt chi tới 1,8 tỷ đô la Mỹ cho con du học. Và theo bản báo cáo học tập cho tương lai của HSBC tiết lộ thì nhiều bậc cha mẹ đặt kỳ vọng cao về mặt giáo dục cho con cái. Hơn 50% phụ huynh cho rằng tốt nghiệp đại học là chuẩn tối thiểu cần phải có để con cái họ có thể đạt được những mục tiêu quan trọng trong cuộc đời. Cuộc khảo sát hơn 5.550 phụ huynh tại 16 quốc gia cho thấy 77% bậc phụ huynh sẽ cân nhắc cho con cái học đại học hoặc sau đại học tại nước ngoài nhằm để trang bị cho con một khởi đầu suôn sẻ trên thị trường việc làm. Tại Việt Nam, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có khoảng 125.000 sinh viên Việt Nam du học ở nước ngoài vào năm 2013. Con số này đã tăng 15% so với năm 2012 và là con số tăng nhảy vọt kể từ giai đoạn 2008-2009. Sinh viên Việt Nam được cho rằng xem việc học cao hơn ở các trường ở Mỹ là tốt nhất trên thế giới và xứng đáng với khoản đầu tư lớn. Vào năm 2013 thì có khoảng 1,8 tỷ đô la Mỹ đã được chi trả cho các khoản chi phí liên quan đến việc du học ở nước ngoài, chiếm khoảng 1% GDP của cả nước. Vâng, có thể thấy việc du học quả là một việc đầu tư rất lớn lao của cả các bậc phụ huynh và các em học sinh. Vì thế chúng ta không thể trông vào may rủi hoặc là thiếu thận trọng trong quá trình chuẩn bị. Nhiều du học sinh Việt Nam đã làm rạng danh gia đình và đất nước, nhưng cũng có những trường hợp du học thất bại gây tốn kém và khó khăn cho gia đình và cho các em. Điều này cho thấy bước tư vấn chuẩn bị trước khi đi du học là hết sức quan trọng. Nói đến việc du học tự túc thì chúng ta có thể liên tưởng ngay đến chi phí lớn lao cho việc ăn học, các khó khăn để xin visa vào một số quốc gia phát triển quen thuộc, rồi kế tiếp mới đến vấn đề ngoại ngữ và khả năng thích ứng của học sinh. Phụ huynh thì cần thận trọng lựa chọn những đơn vị có uy tín để tư vấn cho con em mình. Trong những năm vừa qua, bằng sự tận tâm của mình, đội ngũ nhân viên của công ty Vision Global đã góp phần mang lại những bước đệm vững chắc cho các em học sinh trong quá trình chinh phục tri thức tại các quốc gia phát triển. Tất cả những bước như tư vấn chọn trường, ngành học, chi phí, cung cấp tài liệu du học, hỗ trợ chứng minh tài chính, làm hộ chiếu, dịch thuật, luyện phỏng vấn, v.v. đều được những chuyên viên hỗ trợ nhiệt tình nhằm mục đích cao nhất là giúp học viên đạt được visa du học. Trước hết thì phụ huynh học sinh và các em học sinh cần có cái sự chuẩn bị trước về cái sự tìm hiểu của mình về đất nước mà họ muốn đến.
Thì khi đến với Vision Global thì Vision Global sẽ cung cấp các cái thông tin về trước tiên là về thủ tục nhập học, về các cái ngôi trường mà các em muốn đến. Cái thứ hai nữa là phía Vision Global sẽ cung cấp cho các em các cái thông tin về điều kiện nhập học của cái ngôi trường đó và các cái quang cảnh xung quanh, ví dụ như là nhà ở như thế nào, phương tiện giao thông như ra sao và cái nơi họ đến sẽ như thế nào. Thì khi đến với Vision Global thì các em học sinh và phụ huynh hoàn toàn yên tâm về cái dịch vụ hỗ trợ của bên công ty. Vision Global sẽ hỗ trợ các em từ khi các em tìm hiểu về ngôi trường và đất nước, cũng như là trong thời gian học tập nếu như mà có cái khó khăn gì thì Vision Global đã sẵn sàng hỗ trợ các em trong cái quá trình đó. Tôi đang muốn du học Mỹ và khi tới trung tâm thì nhận được sự trả lời rất là nhiệt tình từ các chị tư vấn viên. Và tôi hỏi rất là nhiều và các chị rất là kiên nhẫn để trả lời từng câu hỏi cho tôi một cách rất là kỹ càng, cũng như là các chị đã cho tôi thêm những cái gợi ý mà giúp tôi có thể đưa ra lựa chọn được tốt nhất cho mình. Tôi quyết định là sẽ làm visa và sẽ học thêm tiếng Anh tại Vision Global để chuẩn bị cho mình trong cái quy trình đi du học của mình. Khi tôi đến với lớp học Vision Global, tôi cảm thấy rất là hứng thú vì giáo viên ở đây dạy rất là tốt và nhiệt tình. Các bạn thì luôn luôn hòa đồng, luôn giúp đỡ nhau. Khi mà gặp bài khó thì tôi có thể hỏi các bạn hoặc là thầy giáo. Thì tôi rất là hài lòng của công ty Vision Global đã tạo đủ mọi điều kiện. Tất nhiên là ngay từ phút ở Việt Nam, thắc mắc giấy tờ, học bạ hay cái gì hết đều lo giúp đỡ chúng tôi. Thậm chí cả đến lúc ngày giờ lãnh visa thì công ty giúp đỡ chúng tôi tất cả. Cho đến lúc ngày trời con chúng tôi lên được thì cũng hỗ trợ, thiếu một cái gì hỗ trợ từ đây ra đến phi trường hay là từ Việt Nam mà đi qua Mỹ, đó, qua ghé chạm nào như thế nào thì công ty rất là nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi. Vision Global vì làm thủ tục rất nhanh và gọn, không phức tạp. Ngoài ra thì Vision Global cũng hỗ trợ cho du học sinh khi các em đến nước sở tại học tập, sắp xếp chỗ ở, đưa đón sân bay cho các em. Khi phụ huynh cần thăm con em, công ty cũng sẽ hỗ trợ hoàn tất cả thủ tục giấy tờ một cách nhanh chóng nhất. Vision Global có kết hợp với một số trường và một số tổ chức giáo dục quốc tế để mà trao tặng những phần quà, những phần học bổng cho những em học sinh xuất sắc có hoàn cảnh khó khăn để góp phần thêm, tạo thêm động lực cho các em vươn ra môi trường quốc tế và xây dựng cho mình những cái kiến thức vững mạnh để mà về phụ giúp lại xã hội. Với sự chu đáo, tận tâm và bề dày kinh nghiệm được các tổ chức giáo dục quốc tế công nhận, quý vị khán giả có thể yên tâm khi tham khảo những thông tin du học từ phía Vision Global để bắt đầu con đường ra thế giới của con em mình một cách thuận lợi nhất.